Xin gửi lời chào đến tất cả các em học sinh tham gia buổi học ngày hôm nay. Thì trong buổi học ngày hôm nay, thầy và các em cùng hệ thống lại toàn bộ nội dung của chương số phức. Và bên cạnh đó thì thầy sẽ hướng dẫn các em giải quyết một số dạng bài tập liên quan đến nội dung này. Thì trước tiên thì thầy và các em cùng hệ thống lại lý thuyết của chương số phức. Đầu tiên thì thầy và các em cùng nhắc lại một số khái niệm liên quan đến số phức. Thứ nhất là ta nói về khái niệm số phức. Số phức là biểu thức có dạng z bằng a cộng bi, với ab là các số thực. Thì trong đó a được gọi là phần thực của số phức, b được gọi là phần ảo của số phức, và y được gọi là đơn vị ảo, và y bình phương bằng trừ 1. Nội dung thứ hai là chúng ta cần nhắc lại, đó là khái niệm hai số phức bằng nhau. Thì cho hai số phức z1 bằng a cộng bi, ab thuộc R, z2 bằng c cộng di, cd thuộc R. Z1 bằng z2 tương đương a bằng c, b bằng d. Hay các em có thể nói như thế này: hai số phức bằng nhau khi và chỉ khi phần thực bằng nhau và phần ảo bằng nhau. Nội dung thứ ba, biểu diễn hình học của số phức. Số phức z bằng a cộng bi với ab thuộc R được biểu diễn bởi điểm M có tọa độ AB trong mặt phẳng phức với hệ trục tọa độ OXY. Nội dung thứ tư, đó là số phức liên hợp. Và số phức liên hợp của số phức z bằng a cộng bi, đó là số phức a trừ bi và tới ký hiệu là z gạch ngang trên đầu. Giờ thì quy ước cách đọc đó là ta đọc z gạch. Các em chú ý là số phức liên hợp của số phức liên hợp của z bằng z. Nội dung thứ năm, chúng ta nhắc khái niệm mô đun của số phức. Số phức z bằng a cộng bi nó có mô đun bằng căn bậc 2 của a bình phương cộng b bình phương. Và trong cái khái niệm mô đun của số phức thì các em chú ý cho thầy. Vì sao? Là mô đun của số phức liên hợp của z bằng mô đun của z. Nội dung thứ hai là chúng ta xét các phép toán trên số phức, đó là cộng, trừ, nhân và chia số phức. Đầu tiên các em xét cộng trừ hai số phức. Thì cho hai số phức z1, z2. Đây có z1 cộng z2 bằng a cộng c cộng cho b cộng d tất cả nhân y. Z1 trừ z2 bằng a trừ c cộng b trừ d tất cả nhân y. Các em có thể đọc ngắn gọn như thế này: lượng cộng hai số phức thì chúng ta lấy phần thực cộng phần thực và phần ảo cộng phần ảo. Còn trừ hai số phức thì chúng ta lấy phần thực trừ phần thực và phần ảo trừ phần ảo. Chúng ta sang phép toán thứ ba, đó là nhân hai số phức. Thì cho hai số phức z1 và z2. Thì z1 nhân z2 nó bằng a nhân c trừ b nhân d cộng cho a nhân d cộng b nhân c tất cả nhân y. Tuy nhiên trong cái trường hợp cụ thể thì các em có thể sử dụng máy tính cầm tay để chúng ta tính tích của hai số phức. Và trong tích hai số phức thì thầy chú ý với em một điều là nếu z nhân cho liên hợp của z thì sẽ bằng bình phương mô đun của z. Bây giờ các em sang cái phép toán thứ tư, đó là chia hai số phức. Đầu tiên thầy nhắc lại cho các em cái khái niệm về số phức nghịch đảo của một số phức. Thì số phức nghịch đảo của số phức z ký hiệu là z mũ trừ 1 nó bằng 1 chia bình phương mô đun của z nhân cho số phức liên hợp của z. Tiếp theo là chúng ta xét z1 chia z2 thì bằng z1 nhân cho nghịch đảo của z2. Và chúng ta thế nghịch đảo của z2 bằng liên hợp của z2 chia cho bình phương mô đun của z2 thì chúng ta được là z1 nhân cho liên hợp của z2 tất cả chia cho bình phương mô đun của z2. Và trong trường hợp cụ thể thì các em có thể sử dụng máy tính cầm tay để chúng ta tính thương của hai số phức. Vừa rồi thì thầy đã nhắc xong các phép toán trên tập số phức. Bây giờ ta sang các tính chất.
Tính chất thứ nhất thì nói về cái số phức liên hợp của tổng hiệu tích thương của hai số phức. Thì ta có liên hợp của sắc 1 cộng sắc 2 thì nó bằng số liên hợp của sắc 1 cộng cho liên hợp của sắc 2. Và số phức liên hợp của sắc 1 trừ sắc 2 thì nó bằng số phức liên hợp của sắc 1 trừ số phức liên hợp của sắc 2. Số phức liên hợp của sắc 1 nhân sắc 2 thì bằng số phức liên hợp của sắc 1 nhân số phức liên hợp của sắc 2. Và số phức liên hợp của sắc 1 chia sắc 2 thì bằng số phức liên hợp của sắc 1 chia số phức liên hợp của sắc 2. Tính chất 2 thì tính chất 2 nói về mô đun của tích thương của hai số phức. Thì ta có mô đun của sắc 1 nhân sắc 2 thì bằng mô đun sắc 1 nhân mô đun sắc 2. Và mô đun sắc 1 chia sắc 2 thì bằng mô đun sắc 1 chia cho mô đun của sắc 2. Rồi mời các em sang nội dung thứ tư, đó là tập hợp điểm biểu diễn cho số phức. Thì vừa rồi chúng ta đã nhắc lại cái khái niệm điểm biểu diễn cho một số phức. Vậy thì tập hợp điểm biểu diễn cho các số phức là gì? Có nghĩa là có vô số các số phức cùng thỏa một hoặc một vài điều kiện nào đó, mà tập hợp của tất cả các điểm biểu diễn cho các số phức đó nó sẽ thuộc một cái tập nào đó. Tập đó người ta gọi nó là tập hợp điểm biểu diễn cho các số phức. Có nhiều tập hợp điểm biểu diễn. Còn sau đây thì chỉ nhắc hai cái trường hợp mà thường gặp nhất. Trường hợp thứ nhất đó là tập hợp điểm biểu diễn nó là một đường thẳng. Thứ hai đó là tập hợp điểm biểu diễn là đường tròn. Và thầy lưu ý các em là về phương trình đường tròn thì nó có hai dạng. Cái dạng thứ nhất đó là x trừ a tất cả bình phương cộng y trừ b tất cả bình phương bằng r bình phương. Và dạng thứ hai đó là x bình phương cộng y bình phương trừ 2ax trừ 2bi cộng c bằng 0, với điều kiện là a bình phương cộng b bình phương trừ c lớn hơn 0. Thì những đường tròn này thì nó có tâm tọa độ là AB và bán kính là r bằng căn bậc 2 của a bình phương cộng b bình phương trừ c. Chúng ta sang nội dung thứ năm, đó là phương trình bậc 2 với hệ số thực. Thì cho phương trình bậc 2 AZ bình phương cộng BZ cộng C bằng 0, với ABC là các số thực và A khác 0. Ta xét biểu số delta bằng B bình phương trừ 4AC của phương trình. Nếu như delta bằng 0 thì phương trình có nghiệm thực là Z bằng trừ B chia 2A, và nghiệm này còn được gọi là nghiệm kép của phương trình. Nếu delta lớn hơn 0 thì phương trình bậc 2 có hai nghiệm phân biệt. Đó là Z12 bằng trừ B cộng trừ căn delta chia 2A. Delta bé hơn 0, phương trình có hai nghiệm phức phân biệt. Là Z12 bằng trừ B cộng trừ Y nhân căn bậc 2 của giá trị tuyệt đối của delta, tất cả chia cho 2A. Vừa rồi thầy đã hệ thống lại toàn bộ lý thuyết của cái chương số phức. Bây giờ thầy và các em cùng xét một số bài tập có liên quan đến nội dung này. Bài tập thứ nhất, cho hai số phức Z1 bằng trừ 3 cộng Y, Z2 bằng 1 trừ Y. Phần ảo của số phức Z bằng Z1 cộng liên hợp của Z2 là, chúng ta có 4 phương án A, B, C, D bên dưới. Và để xác định được cái phần ảo của số phức Z thì các em chỉ cần viết Z dưới dạng A cộng BI. Các em chỉ cần thực hiện cái phép cộng Z1 với liên hợp của Z2. Và thầy có cái lời giải như sau. Z bằng Z1 cộng liên hợp Z2. Z1 thì thầy thế là trừ 3 cộng Y. Còn liên hợp của Z2 nó là 1 cộng Y. Và thực hiện phép cộng hai số phức này ta được Z bằng trừ 2 cộng 2Y. Như vậy thì ta có được phần ảo của Z là 2. Từ đó thì chúng ta có cái đáp án của mình là A. Chúng ta sang câu hỏi thứ hai. Cho hai số phức Z1 bằng trừ 2 cộng 3Y, Z2 bằng 1 cộng 2Y, tính mô đun của số phức Z bằng Z1 nhân Z2. Thì để thực hiện bài toán này thì trước tiên là các em chỉ cần tính tích của Z1 với Z2. Và thầy có lời giải như sau. Z bằng Z1 nhân Z2. Z1 thì thầy thế là trừ 2 cộng 3Y.
Jack 2 thì thế là 1 cộng 2y. Và thực hiện phép nhân hai số phức này thì được Jack bằng trừ 8 trừ y. Ở đây thì các em có thể sử dụng máy tính cầm tay để chúng ta tính tích của hai số phức. Từ đây thì thầy tính được mô đun của Jack. Mô đun của Jack bằng căn bậc 2 của trừ 8 tất cả bình phương cộng cho trừ 1 tất cả bình phương. Và thầy tính được bằng căn 65. Từ đó thì chúng ta có được đáp án đúng là A. Thầy mời các em sang ví dụ 3. Trong mặt phẳng tọa độ OXY, điểm biểu diễn cho số phức Jack bằng 1 cộng 2y tất cả bình phương là điểm nào dưới đây? Thì có 4 phương án bên dưới. Đối với câu 3, các em chỉ cần viết Z dưới dạng A cộng BI thì từ đó thì chúng ta sẽ suy ra được cái điểm biểu diễn cho số phức Z. Và các em có thể sử dụng máy tính cầm tay để chúng ta tính được là 1 cộng 2y tất cả bình phương. Và thầy tính được bằng trừ 3 cộng 4y. Như vậy thì điểm biểu diễn cho số phức Z nó sẽ có tọa độ là trừ 3, 4. Từ đó thì chúng ta có được đáp án đúng của câu 3 là C. Thầy mời các em sang câu hỏi thứ 4. Tập hợp điểm biểu diễn cho các số phức Z thỏa mãn mô đun của Z trừ 1 cộng 2y bằng 3 là đường tròn có tâm là. Thầy có 4 phương án bên dưới. Thì đây là bài toán tìm tập hợp điểm thỏa điều kiện cho trước. Và đối bài toán này, đề bài đã cho chúng ta tập hợp điểm là đường tròn. Thì nhiệm vụ của các em là xác định xem coi là đường tròn này có tâm tọa độ là bao nhiêu. Và thầy có cái gợi ý cho là giải như sau. Thì giả sử z bằng x cộng yy với xy thuộc r. Vấn đề tiếp theo các em cần làm là từ cái điều kiện của đề bài, các em sẽ xét xem có xy nó thỏa mãn biểu thức nào. Thì từ đó chúng ta sẽ suy ra được cái tập hợp điểm biểu diễn cho các số phức Z. Và chúng ta sẽ có kết quả của bài toán. Thầy có cái lời giải như sau. Z bằng x cộng yy, xy là số thực. Ta có mô đun của Z trừ 1 cộng 2y bằng mô đun của x cộng yy trừ 1 cộng 2y. Ở đây thì đã thế Z bởi x cộng yy. Và thu gọn thì chúng ta sẽ được mô đun của x trừ 1 cộng x cộng 2 đến cả nhân y bằng 3. Và mô đun của x trừ 1 cộng cho y cộng 2 tất cả nhân y nó bằng căn bậc 2 của x trừ 1 tất cả bình phương cộng cho y cộng 2 tất cả bình phương. Bình phương hai vế của phương trình này, chúng ta sẽ được x trừ 1 tất cả bình phương cộng y cộng 2 tất cả bình phương bằng 3 bình phương. Chúng ta nhận thấy rằng phương trình x trừ 1 tất cả bình cộng y cộng 2 tất cả bình bằng 3, đó là phương trình của đường tròn. Và đường tròn này có tâm tọa độ là 1 trừ 2 bán kính bằng 3. Như vậy thì ta có tập hợp điểm biểu diễn cho các số phức thỏa yêu cầu đề bài, đó là đường tròn có tâm tọa độ 1 trừ 2. Thì đó chúng ta có cái đáp án của đề bài. Các em chú ý, mô đun của Z trừ 1 cộng 2y bằng 3, thầy có thể viết lại là mô đun của Z trừ cho 1 trừ 2y bằng 3. Và các em để ý, số phức 1 trừ 2y, phần thực và phần ảo của 1 trừ 2y nó chính là tọa độ của tâm đường tròn. Và vế phải bằng 3 đó chính là bán kính của đường tròn. Từ đó thầy có một cái chú ý. Tập hợp các điểm biểu diễn cho các số phức Z thỏa mãn mô đun của Z trừ A cộng BI bằng R, vì R là số dương. Nó là đường tròn có tâm T tọa độ AB bán kính là R. Và các em có thể là ghi nhận cái chuỗi này để sau này chúng ta có thể xác định nhanh cái tọa độ tâm của đường tròn và bán kính của đường tròn trong những cái trường hợp tương tự như cái câu hỏi số 4.
Thôi mời các em sang câu hỏi thứ 5. Xét các số phức giác thỏa mô đun của giác bằng 2 trong mặt phẳng OSI, tập hợp điểm biểu diễn cho các số phức V kép bằng 3-4y tất cả nhân giác cộng 2-3y là đường tròn có bán kính bằng. Chúng ta có 4 phương án bên dưới. Đề bài cho chúng ta điều kiện của giác và mối quan hệ giữa số phức V kép và số phức giác. Yêu cầu chúng ta tìm tập hợp điểm biểu diễn cho V kép. Như vậy thì điều đầu tiên là các em phải tìm được cái sự biểu diễn của giác theo V kép. Rồi sau đó chúng ta sẽ thế lên điều kiện của giác. Thì chúng ta sẽ được cái tập hợp điểm biểu diễn cho số phức V kép. Và thầy có lời giải như sau. V kép bằng 3-4y tất cả nhân giác cộng 2-3y. Nó sẽ tương đương là 3-4y tất cả nhân giác bằng V kép trừ 2 cộng 3y. Từ đây chúng ta sẽ tính được Z bằng V kép trừ 2 cộng 3y tất cả chia cho 3-4y. Từ điều kiện mô đun của Z bằng 2, chúng ta sẽ thế Z bằng V kép trừ 2y cộng 3 tất cả chia 3-4y vào Z. Thì chúng ta sẽ được mô đun của V kép trừ 2 cộng 3y tất cả chia 3-4y bằng 2. Và áp dụng cái tính chất là mô đun của thương thì bằng thương gấp mô đun. Thì chúng ta sẽ có mô đun của V kép trừ 2 cộng 3y chia cho mô đun của 3-4y bằng 2. Và chúng ta tính được là mô đun của 3-4y bằng 5. Thì 5 này chúng ta sẽ nhân chéo lên với phải. Thì chúng ta sẽ được là mô đun của V kép trừ 2 trừ 3y bằng 10. Và theo chú ý và thầy vừa nêu thì chúng ta dễ dàng xác định được là tập hợp tất cả các điểm biểu diễn cho số phức V kép nó là một đường tròn, và đường tròn này nó có tâm tọa độ là 2-3 và bán kính bằng 10. Như vậy thì chúng ta có đáp án của bài toán là B. Thầy mời các em sang câu hỏi thứ 6. Cho các số thực xy thỏa mãn 2x trừ 3y cộng cho 1 trừ 3y bằng 6 cộng y. Tính giá trị của biểu thức t bằng x bình phương cộng y bình phương. Thầy có 4 phương án bên dưới. Thì khi quan sát kỹ cái điều kiện là 2x trừ 3y cộng cho 1 trừ 3y bằng x cộng 6y, thì ta nhận thấy rằng vế trái là một số phức, vế phải cũng là một số phức. Thật vậy, vế trái chúng ta viết lại là 2x cộng 1 cộng cho trừ 3y trừ 3 tất cả nhân y. Và vế phải chúng ta viết lại là x cộng 6y. Tới đây thì chúng ta sẽ áp dụng cái định nghĩa hai số phức bằng nhau. Đó là hai số phức bằng nhau thì phần thực bằng nhau và phần ảo bằng nhau. Thì từ đây chúng ta sẽ có được cái hệ phương trình là 2x cộng 1 bằng x trừ 3y trừ 3 bằng 6. Giải hệ phương trình này thì chúng ta được x bằng trừ 1, y bằng trừ 3. Và từ đây thì chúng ta tính được giá trị của biểu thức t bằng 10. Rồi chúng ta có cái đáp án của câu hỏi là B. Thầy mời các em sang câu hỏi thứ 7. Cho số phức giác thỏa mãn 3 nhân cho số phức liên hợp của giác trừ y trừ cho 2 cộng 3y tất cả nhân giác bằng 7 trừ 16y. Tính mô đun của giác. Đối với bài toán này, thầy có gợi ý như sau. Ta gọi giác bằng A cộng BI với AB là các số thực. Sau đó chúng ta sẽ thế giác vào điều kiện đề bài cho. Rồi từ điều kiện đó chúng ta sẽ giải ra tìm được số phức giác. Khi có được giác rồi, chúng ta sẽ áp dụng công thức tính mô đun của giác. Thầy có lời giải như sau. Giả sử giác bằng A cộng BI với AB là các số thực, thì suy ra được
số phức liên hợp của giác bằng A trừ BI. Trừ điều kiện 3 nhân cho số phức liên hợp của giác trừ Y trừ cho 2 cộng 3Y nhân giác bằng 7 trừ 16Y. Thầy sẽ thế liên hợp của giác bằng A trừ BI và giác bằng A cộng BI vào điều kiện đó. Và thu gọn vế trái thì chúng ta được A cộng 3B cộng trừ 3A trừ 5B trừ 3 tất cả nhân Y bằng 7 trừ 16Y. Tới đây thì các em sẽ áp dụng cái khái niệm hai số phức bằng nhau. Ta được hệ phương trình A cộng 3B bằng 7 trừ 3A trừ 5B trừ 3 bằng trừ 16. Và giải hệ phương trình này chúng ta được A bằng 1, B bằng 2. Với A bằng 1 và B bằng 2 thì chúng ta tính được mô đun của số phức giác bằng căn bậc 2 của 5. Từ đây thì chúng ta có được đáp án của câu hỏi 7 là B. Thầy mời các em sang câu hỏi thứ 8. Cho số phức giác bằng A cộng BI với AB là các số thực và thỏa mãn giác cộng 1 cộng 3Y bằng mô đun giác nhân Y. Tính giá trị của biểu thức T bằng A cộng 3B. Thầy có các phương án bên dưới. Đối với bài toán này thì các em có thể làm tương tự như câu 7. Đó là chúng ta gọi giác bằng A cộng BI rồi sau đó thế vào điều kiện đề bài. Rồi chúng ta giải cái hệ phương trình chúng ta tìm AB. Thì các em có thể về nhà và giải theo cách này. Thì bây giờ thầy sẽ hướng dẫn các em một cách giải khác. Các em lưu ý rằng mô đun của giác nó là một số thực. Như vậy thì nếu như ta chuyển 1 cộng 3y sang vế phải và chúng ta thu gọn vế phải thì chúng ta sẽ được vế phải là một số phức và nó được viết dưới dạng đại số. Như vậy thì ta sẽ có được giác nó bằng trừ 1 cộng cho mô đun giác trừ 3 tất cả nhân y. Tới đây thì chúng ta sẽ áp dụng tính chất là hai số phức bằng nhau thì mô đun của nó bằng nhau. Chúng ta lưu ý hai số phức bằng nhau thì mô đun bằng nhau. Điều ngược lại có thể không đúng. Thì từ đây chúng ta suy ra được mô đun của giác bằng mô đun của trừ 1 cộng cho mô đun của giác trừ 3 tất cả nhân y. Và suy ra được mô đun giác bằng căn bậc 2 của trừ 1 tất cả bình phương cộng cho mô đun của giác trừ 3 tất cả bình phương. Tới đây thì các em sẽ có được phương trình ẩn là mô đun của giác. Việc giải phương trình này thì chúng ta sẽ bình phương hai vế của phương trình. Và chúng ta tính được mô đun của giác bằng 5/3. Với mô đun giác bằng 5/3 thì thế ngược lên trên, ta tính được giác bằng trừ 1 trừ 4/3 nhân y. Từ đây chúng ta suy ra được A bằng trừ 1, B bằng trừ 4/3. Và ta tính được T bằng trừ 5. Từ đây thì chúng ta sẽ có được đáp án của câu hỏi 8 là C. Thầy mời các em sang câu hỏi thứ 9. Cho số phức giác thỏa mãn 3 cộng y tất cả nhân mô đun của giác bằng trừ 2 cộng 14y tất cả chia giác cộng 1 trừ 3y. Tính mô đun của giác. Thầy có 4 phương án bên dưới. Thì bài toán này yêu cầu các em giải phương trình tìm mô đun của giác. Thì tiếp nối ý tưởng của câu hỏi 8, chúng ta có thể biến đổi cái phương trình để bài cho về phương trình với ẩn là mô đun của giác. Muốn vậy, chúng ta sẽ chuyển 1 trừ 3y sang vế trái và chúng ta viết vế trái dưới dạng đại số của một số phức. Rồi sau đó áp dụng tính chất là hai số phức bằng nhau thì mô đun bằng nhau. Thì chúng ta sẽ có được cái phương trình với ẩn là mô đun của giác. Và thầy có lời giải của bài toán như sau. Chuyển 1 trừ 3y sang vế trái và thu gọn vế trái thì chúng ta sẽ được cái phương trình 3 nhân mô đun của giác trừ 1
cộng mu đun của z cộng 3 tất cả nhân y bằng trừ 2 cộng 14y tất cả chia z. Từ đây chúng ta suy ra được mu đun của 3 nhân mu đun của z trừ 1 cộng mu đun của z cộng 3 tất cả nhân y bằng mu đun của trừ 2 cộng 14y tất cả chia z. Tới đây thì chúng ta sẽ áp dụng tính chất là mu đun của thương thì bằng thương mu đun. Nên vế phải của phương trình nó bằng mu đun của trừ 2 cộng 14y tất cả chia cho mu đun của z. Và tính mu đun của từng vế thì chúng ta sẽ được căn bậc 2 của 3 nhân mu đun của z trừ 1 tất cả bình phương cộng cho mu đun của z cộng 3 tất cả bình phương bằng căn bậc 2 của trừ 2 tất cả bình phương cộng 14 bình phương tất cả chia cho mu đun của z. Tới đây thì các em chỉ việc bình phương hai vế của phương trình và thu gọn thì chúng ta sẽ tìm được mu đun của z. Bình phương hai vế phương trình và thu gọn thì chúng ta sẽ được cái phương trình 10 nhân cho mũ 4. Rút gọn thì ta được phương trình 10 nhân cho mũ 4 của mu đun của z cộng 10 nhân cho bình phương mu đun của z trừ 200 bằng 0. Và giải phương trình này chúng ta được bình phương mu đun của z bằng 4 và bình phương mu đun của z bằng trừ 5. Và thầy lưu ý các em là mu đun của z đã là một số thực. Như vậy thì cái phương trình bình phương mu đun của z bằng trừ 5 nó vô nghiệm. Và phương trình bình phương mu đun của z bằng 4 thì chúng ta tính được là mu đun của z bằng 2. Chúng ta không nhận giá trị mu đun của z bằng trừ 2. Bởi vì mu đun của z là một số thực và số thực này nó nhận giá trị không âm. Thì từ đây chúng ta sẽ có cái đáp án của câu hỏi là mu đun của z bằng trừ 2. Đáp án của chúng ta là D. Thầy mời các em sang câu hỏi thứ 10. Cho số phức z khác không thỏa mãn 3 trừ 4y tất cả chia z bằng 2 cộng 3y tất cả nhân cho số phức liên hợp của z chia cho bình phương mu đun của z cộng 2 cộng y tính mu đun của z. Thầy mời các em đọc kỹ đề bài. Khi đọc kỹ đề bài thì chúng ta nhận thấy rằng trong cái điều kiện đề bài nó cho z số phức liên hợp của z và bình phương mu đun của z. Mà chúng ta đã biết giữa z và liên hợp của z với lại bình phương mu đun của z nó liên hệ qua cái công thức là z nhân cho liên hợp của z thì bằng bình phương mu đun của z. Do đó nếu như ta thế bình phương mu đun của z bằng z nhân liên hợp của z và thực hiện cái phép toán được rút gọn thì chúng ta sẽ không còn cái số phức liên hợp của z trong cái điều kiện đề bài nữa. Lúc này cái phương trình của chúng ta chỉ còn lại là z. Và các em sẽ giải phương trình này tìm z, sau đó tính mu đun của z. Thì với gợi ý đó thì thầy có cái lời giải như sau: 3 trừ 4y tất cả chia z bằng 2 cộng 3y tất cả nhân cho số phức liên hợp của z chia cho bình phương mu đun của z cộng 2 cộng y tương đương 3 trừ 4y tất cả chia z bằng 2 cộng 3y tất cả nhân mu đun của z chia cho z nhân liên hợp của z. Ở đây thầy đã thế bình phương mu đun của z bằng z nhân liên hợp của z. Thầy sẽ cộng cho 2 cộng y. Rút gọn vế phải thì chúng ta được phương trình 3 trừ 4y tất cả chia z bằng 2 cộng 3y tất cả chia z cộng 2 cộng y. Rồi thu gọn phương trình này thì chúng ta được 2 cộng y tất cả nhân z bằng 1 trừ 7y. Tới đây thì các em chia hai vế của phương trình cho 2 cộng y thì chúng ta sẽ tính được z bằng trừ 1 trừ 3y và chúng ta tính được mu đun của z bằng căn 10. Từ đó thì chúng ta có được đáp án của bài toán là C. Thầy mời các em sang câu hỏi số 11. Gọi z1, z2 là hai nghiệm phức của phương trình z bình phương cộng 2z cộng 10 bằng 0. Tính giá trị của biểu thức T bằng bình phương mu đun của z1 cộng bình phương mu đun của z2.
thì có các phương án bên dưới. Thì đối với là câu hỏi này thì các em chỉ cần giải phương trình z bình phương cộng 2z cộng 10 bằng 0. Rồi sau đó thì thế cái z1, z2 vào biểu thức t và chúng ta tính. Thì tính được delta bằng trừ 36. Và cái phương trình nó có hai nghiệm phức phân biệt là z1 bằng trừ 1 cộng 3y và z2 bằng trừ 1 trừ 3y. Thì từ đó thầy sẽ tính được cái giá trị của biểu thức t bằng 20. Và chúng ta có được đáp án của bài toán là A. Thầy mời các em sang câu hỏi số 12. Biết rằng phương trình z bình cộng bz cộng c bằng 0 với bc là các số thực, có một nghiệm là z0 bằng 1 cộng 2y. Tính giá trị biểu thức p bằng p nhân c. Và thầy có gợi ý của bài toán như sau. Phương trình có một nghiệm z0 bằng 1 cộng 2y nên ta có 1 cộng 2y tất cả bình phương cộng b nhân 1 cộng 2y cộng c bằng 0. Thì do z0 là một nghiệm của phương trình nên z0 nó sẽ thỏa mãn phương trình. Do đó thầy thế z0 bằng 1 cộng 2y vào ngay vị trí của z thì thầy thu được cái phương trình bên dưới. Và thu gọn vế trái b cộng c trừ 3 cộng 2b cộng 4 tất cả nhân y bằng 0. Từ đây thầy có hệ phương trình b cộng c trừ 3 bằng 0 và 2b cộng 4 bằng 0. Thì do cái số phức bằng 0 nên chúng ta có cái phần thực nó bằng 0 và phần ảo bằng 0. Và giải hệ phương trình này thì chúng ta được b bằng trừ 2, c bằng 5. Từ đây thì các em tính được p bằng trừ 10. Thì đáp án của chúng ta là D. Thôi mời các em sang câu hỏi số 13. Trên tập số phức, tổng tất cả các nghiệm của phương trình z mũ 3 trừ 8 bằng 0. Thầy có 4 phương án bên dưới. Thì đối với bài toán này thì các em chỉ cần giải phương trình z mũ 3 trừ 8 bằng 0. Rồi sau đó thì chúng ta sẽ tính tổng tất cả các nghiệm của phương trình. Thầy có lời giải như sau. Z mũ 3 trừ 8 bằng 0 sẽ tương đương và z trừ 2 tất cả nhân cho z bình phương cộng 2z cộng 4 bằng 0. Và giải phương trình này thì thầy được z bằng 2, z bằng trừ 1 cộng y căn 3 và z bằng trừ 1 trừ y căn 3. Thì từ đó thì thầy tính được tổng tất cả các nghiệm của phương trình và bằng 0 nên ta có đáp án là B. Đối với bài toán này thì thầy lưu ý các em á, và các em thường hay mắc sai lầm khi giải những cái phương trình này, đó là chúng ta chuyển 8 sang vế phải. Có nghĩa là chúng ta có z mũ 3 bằng 8 thì từ đó các em sẽ ra được z bằng 2. Nếu giải như thế thì chúng ta sẽ mất đi hai nghiệm phức của phương trình. Và trong các đáp án thầy cho thì có cái đáp án là A, là tổng bằng 2. Thì nếu sai lầm đó thì chúng ta sẽ chọn A. Và sau ví dụ này thì thầy sẽ lưu ý các em ấy, là nếu xét trên tập số phức thì phương trình có bậc là n thì nó phải có đúng n nghiệm. Các em nhớ lưu ý điều này. Thì ví dụ vừa rồi thì cũng đã kết thúc cái nội dung mà thầy trình bày của ngày hôm nay. Thì để xem lại nội dung của bài học ngày hôm nay cũng như có thêm cái bài tập để luyện tập thêm thì các em có thể truy cập vào cái đường link mà thầy chia sẻ trên màn hình. Và thầy hy vọng rằng với cái nội dung mà thầy cung cấp ngày hôm nay cũng sẽ giúp ích cho các em trong quá trình các em ôn tập ở nhà. Thân ái chào các em.